Những ngày đầu tháng 5 này, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long đón những cơn mưa đầu mùa. Nắng nóng gay gắt kéo dài phần nào giảm đi, tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo không nên chủ quan khi gặp những cơn mưa như thế này. Sau những cơn mưa đầu mùa, mặt đường dễ trơn trượt hơn. Do đó, ngành chức năng lưu ý, người tham gia giao thông cần cẩn trọng. Cách đây ít ngày, có nhiều người đi xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh bị trượt ngã. Các chuyên gia lý giải, thời điểm nắng nóng gay gắt, bụi bặm, đất bám vào mặt đường, nên khi có mưa đầu mùa, dễ trơn trượt. Người dân điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ, khoảng cách an toàn để tham gia giao thông được đảm bảo. Ngành chức năng khuyến cáo khi di chuyển trên đường gặp những cơn mưa, người tham gia giao thông nên chú ý giảm tốc độ và tìm chỗ dừng đậu an toàn để mặc áo mưa. Cẩn trọng và lựa chọn thời điểm thuận lợi nếu phải di chuyển qua những cây cầu lớn và cao. Trong đó, ưu tiên chờ qua cơn mưa gió, sau đó mới tiếp tục qua cầu để tránh bị gió quật. Người dân cũng cần cẩn trọng với hiện tượng dông lốc, gió giật mạnh và sấm sét. Cần chồng chéo nhà cửa, chặt cây xanh, những cây già cỗi có thể gãy đổ gây thương tích ngay từ bây giờ. Nếu quan sát thấy trên bầu trời có đám mây đen hạ thấp thì có thể gây ra dông lốc, sấm sét, lúc đó nên dừng công việc để tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến mùa mưa, người dân ở các đô thị lại lo ngập nước. Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo trên địa bàn có 18 điểm ngập do mưa và triều cường, nhưng thực tế nhiều nơi không nằm trong danh sách này vẫn bị ngập. Cơn mưa vào chiều ngày 8 tháng 5 chỉ khoảng 15 phút, một số tuyến đường ở thành phố Thủ Đức bị ngập. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang chuẩn bị làm 3 dự án chống ngập và cải thiện đường ống thoát nước ở quận Gò Vấp. Việc ứng phó trong thời gian chờ các dự án được hoàn thành, Sở chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, nạo vét lòng cống, kênh rạch, cửa thu và xả. Sở cho biết phấn đấu hoàn thành dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, giải quyết được việc ngập do triều cường ở tất cả 5 tuyến đường. Các chuyên gia khí tượng dự báo khoảng nửa tháng tới, đồng bằng sông Cửu Long chính thức vào mùa mưa. Người dân nên có sự chuẩn bị và lưu ý trong việc đi lại cũng như sinh hoạt sản xuất hàng ngày để thích nghi tốt khi thời tiết dần bắt đầu chuyển sang mùa khác. Đây cũng là giai đoạn chuyển mùa ở cả miền Bắc và miền Trung. Người dân cần đề phòng hơn với dông lốc, gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm trong ít nhất nửa tháng tới của giai đoạn chuyển mùa. Mưa lũ kéo dài chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Nguy hiểm nhất là sạt lở đất gây thiệt hại lớn về người và của. Sự cố tại Ba Vì, Hà Nội khiến 3 cháu bé tử vong, một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sạt lở khi có mưa lớn liên tục. Thực tế, thế giới mỗi năm ghi nhận hàng ngàn người thiệt mạng do sạt lở đất. Trong đó, nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất là chấn thương hoặc ngạt thở do mắc kẹt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, mưa lũ khó đoán hơn, thì công tác phòng chống thiên tai càng quan trọng. Những kinh nghiệm hiệu quả từ một số nước trên thế giới được chúng tôi tổng hợp ngay bây giờ. Đường cao tốc Palamban ở Cebu, Philippines, một trong những cung đường có mật độ giao thông lớn, nhưng nằm dưới vách núi cao nên mối nguy hiểm lớn nhất là sạt lở và đá trời. Cũng chính vì vậy, các kiến trúc sư xây dựng thiết kế hệ thống tường rào bảo vệ vô cùng chắc chắn và an toàn mang tên Macaferry. Hệ thống này được sử dụng để giảm thiểu những mối nguy hiểm như sạt lở do mưa lớn, đá cuội rơi, cây cối đổ. Công trình này mang lại hiệu quả cao và còn thân thiện với môi trường nhờ kết cấu hàng rào mềm, hệ thống phanh nén độc đáo được cấp bằng sáng chế. Việc lắp đặt các hàng rào mềm chống đá lở, đá rơi trên bề mặt dốc, các cung đường giác nên có tính ứng dụng cao, sử dụng ở nhiều nơi. Nhờ lớp lưới bên trong nên các cung đường đều lắp lưới này vẫn có thể trồng cây xanh để đảm bảo thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. Tại Ấn Độ, các kỹ sư sử dụng công nghệ AI để khảo sát và nghiên cứu địa hình đồi núi và đất trước các nguy cơ sạt lở. Công nghệ này kết hợp với vệ tinh có thể phân tích và dự báo kết quả đất kém bền vững, sau đó bôi màu từ vàng cho đến đỏ để cảnh báo. Khi quan sát màu, có thể hiểu được nguy cơ lớn nhất là dùng màu đỏ, từ đó có thể đưa ra cảnh báo, huy động công tác phòng chống trước khi sự cố sạt lở xảy ra. Nhờ công nghệ dự báo sạt lở này, cơ quan chức năng khoanh vùng được những nơi an toàn cho người dân.
Bản thân người dân cũng cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định khi lựa chọn các vị trí để xây dựng nhà ở an toàn. Nếu những khu vực rìa vách núi, gần đồi hay sát biển có nguy cơ cao thì nên gia cố thêm các biện pháp bảo vệ. Tại Nhật Bản, quốc gia này luôn khảo sát địa hình trước khi thi công các công trình xây dựng cho đặc tính về địa lý 70% diện tích trên độ cao nên thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Những vùng an toàn được thông báo cho người dân còn lại có công tác phòng chống, gia cố và di dời. Mỗi hộ gia đình biết rõ họ nằm ở vùng nào có nguy cơ ra sao. Các trung tâm thủy văn tại Nhật đều đưa ra cảnh báo cho người dân trong phạm vi 10.000 mét vuông. Và cũng như nhiều quốc gia khác, Nhật Bản ưu tiên xây dựng các công trình để phòng chống, chẳng hạn như đập Sabu để ngăn chặn bùn đất đá. Trong một số trường hợp có thể dùng các biện pháp tản và điều tiết lượng nước mưa đổ xuống. Sự cố thiên tai bất ngờ làm 18 người bị ảnh hưởng, trong đó 3 người chết, 4 người bị thương tại dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khiến dư luận hết sức xót xa. Nhưng từ công tác cứu hộ, nhiều người nhìn ra những nguy hiểm còn tiềm ẩn. Hiện trường nham nhở trên núi cùng đặc thù thời tiết ở Hà Tĩnh đặt ra nhiều vấn đề về phương án thi công, an toàn lao động, nguy cơ sạt lở, môi trường sinh thái, vùi lấp cây rừng, bồi đắp khe suối. Tham gia trực tiếp cứu hộ tại sự cố sạt lở, Trung tá Nguyễn Đức Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh cho biết, ngay phía trên lán tạm của công nhân có một khối lượng đất đá khổng lồ nhô ra. Đất đá đó được bốc từ trong núi để thi công trụ móng số 28, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Nó có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh phát hiện đơn vị thi công vi phạm mở đường trên diện tích rừng phòng hộ chưa được chuyển đổi. Đơn vị có ý kiến ngay với chủ đầu tư, ngành chức năng và các nhà thầu thi công liên quan yêu cầu chấn chỉnh. Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cũng nhấn mạnh, dự án đường dây 500 kV xây dựng ở các vị trí trọng yếu trên núi cao, địa hình hiểm trở. Đặc thù thời tiết ở đây hết sức phức tạp, mưa to gió lớn, lốc xoáy diễn ra thường xuyên, mùa mưa bão đang cận kề. Do đó, phương án thi công phải coi việc đảm bảo an toàn là trên hết.